Em Việt chào quý vị và các bạn thân mến. Em Việt chia sẻ đến quý vị và các bạn một số lo nhỏ quý vị và các bạn. Một cặp tân nôi đẹp, xuất sắc, giá cực kỳ dễ thương luôn. Rồi cặp lô Mỹ, cặp Setter 10. Em Việt sẽ quay cận cảnh chi tiết và báo giá gửi đến quý vị và các bạn. Thì quý vị và các bạn có nhu cầu thì liên hệ qua số điện thoại 0963 721 519 và số đó cũng là số Zalo của em Việt luôn. Mỗi khi quý vị và các bạn gọi không được thì quý vị và các bạn cứ nhắn tin ở SMS hay là nhắn tin qua Zalo thì em Việt sẽ trả lời sau. Và phương thức mua hàng thì có hai, một là chuyển khoản đủ thì giá cực kỳ tốt, như giá y chang như trong video. Còn nếu quý vị và các bạn nào cảm thấy không tin tưởng, chưa tin tưởng muốn mua thì có thể đặt cọc. Chưa tin tưởng thì mình đặt cọc, mình nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền. Và tuy nhiên đặt cọc thì cái giá nó sẽ cao hơn cái giá mà mình bán ở trong video. Tuy nhiên là cao hơn ở trong video chứ không phải là cao hơn thị trường quý vị và các bạn. Thì em Việt bán hàng lúc nào cũng vậy, tiền tươi thì giá nó tốt hơn. Còn quý vị và các bạn đặt cọc, nhận hàng, kiểm tra hàng đúng như mô tả, thanh toán tiền thì nó cao hơn một tí xíu, có thể cao hơn 1-2 triệu so với tiền mình trả đủ quý vị và các bạn. Tuy nhiên nó vẫn rẻ hơn trên thị trường 4-5 triệu đồng tùy theo món hàng, hoặc là 1-2 triệu đồng hoặc là vài trăm ngàn, chứ không bao giờ mình bán cao hơn thị trường đâu quý vị và các bạn. Rồi, đầu tiên em Việt chia sẻ đến quý vị và các bạn là một cặp loa của Mỹ. Đây, thì trước tiên em Việt mời quý vị và các bạn chiêm ngưỡng cái cặp loa này. Cặp loa này là cặp loa Infinity K3. Rồi, để em Việt giật cái căng ra. Cái cặp loa này, cái căn của nó đậy vào thì mình thấy nó không có đã bằng mở cái căn ra vì các bạn. Khi mở cái căn ra thì cặp loa này nó rất là đẹp luôn. Nó đẹp, mình phải nói là tuyệt vời. Cặp này thì lỗ thông hơi ở phía sau nha quý vị và các bạn. Infinity K3 7.1i. Thì dòng này trên thị trường người ta bán nó tầm đâu khoảng 14 triệu. Con này thì âm thanh nó rất là hay và bass rất là chắc và sâu. Và cái thiết kế của con này thì mình thấy nó rất là độc lạ dị luôn quý vị và các bạn. Kiểu dáng rất là đẹp. Đó. Rồi để em Việt quay cái trong cho quý vị và các bạn xem. Đây, lo ba đường tiếng và chép Emit này là cái chép cực kỳ hay của hãng quý vị và các bạn. Bass đẹp keng, loa chung cũng đẹp keng, loa chép cũng đẹp keng luôn quý vị và các bạn. Rồi mình quay cái bên trong để quý vị và các bạn cùng xem nha. Mình cũng đã lấy được cái loa ra gần đây. Khi nhìn từ xa, cái lưới dây căng này thì nó có một chỗ lủng nha. Nè, đây nè, lủng cái lưới tí xíu ha. Đây thì quý vị và các bạn có thể về mình lấy kim chỉ mình khâu lại, hay là để như vậy đi cũng không sao, nó tí xíu à. Cái khung này thì còn nguyên khung zin luôn, khung này căng. Cái thùng này nó cao một mét, hơn một mét tí xíu quý vị và các bạn. Đấy. Thì quý vị và các bạn có thể lên Google tìm là cái model là Infinity K3 7.1 thì quý vị và các bạn sẽ biết giá và nghiên cứu về chất âm của con này. Con này chất âm tuyệt vời luôn các bạn. Infinity là của Mỹ nha quý vị và các bạn. Cái dòng K3 thì nó tuyệt vời hay à. Ở phía sau là cái lỗ thông hơi á, mình nhét giấy lại đừng cho anh này anh kia anh chạy vào á. Quý vị. Mình rất là thích ở cái điểm mà cặp loa này họ làm cái này nè. Đó. Rồi, khi cặp loa để gần thì như thế này quý vị và các bạn, đẹp không thể nào chịu nổi luôn, quá đẹp luôn quý vị và các bạn. Bass trung chép đẹp hết, cặp này dễ ghép âm ly, tiếng cực kỳ hay luôn, nghe nhạc bao phê. Nhất là bạn nào thích bass sâu mềm mịn thì cặp này nó đáp ứng được nha quý vị và các bạn. Và cặp loa này em Việt bán cho quý vị và các bạn tiền tươi là giá là 11 triệu đồng, là chuyển khoản đủ không bao ship.
nha. Còn bạn nào muốn đặt cọc ngân hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền thì mình bán cho quý vị và các bạn là 12 triệu đồng. Đặt cọc cho mình 2 triệu, còn 10 triệu là nhận hàng kiểm tra đúng như mô tả thì thanh toán tiền. Đó. Thì quý vị và các bạn thấy nếu mà so với thị trường thì giá của em Việt đưa ra vẫn rẻ hơn vài triệu. Đó. Nếu như cặp đẹp trên thị trường cặp này thì anh em người ta bán khoảng 14-15 rồi. Đây. Và tiếp thì em Việt chia sẻ đó với quý vị và các bạn, đây là một cặp loa cực kỳ to. Rồi để mình đo cái kích thước trước nha. Rồi sau đó sẽ đi vào chi tiết quý vị và các bạn. Kích thước của loa này tính luôn e căng thì cái chiều sâu nó 56, tính luôn e căng nha, chiều sâu 56. Nếu không tính e căng thì cái chiều sâu của loa này là 44,5. Chiều ngang là 56 luôn. Chiều ngang 56, thùng gỗ làng. Và chiều cao. Chiều cao của cặp này nó là 87 quý vị và các bạn. Rồi. Thì cái tem Sector 10 còn ha, e căng không gãy, lưới không lủng. Đây quý vị và các bạn. Cặp này trên thị trường giá nó rất là đắt luôn. Đó. Hôm nay mình gã ra mình bán luôn. Bạn nào thích mua cái gì mình bán đấy. Thỏa thuận được giá là bán quý vị và các bạn. Không cần phải bán nguyên bán gì hết. Rồi, giật cái e căng ra. Ây da. Cái e căng cũng khó giật. Rồi. Đây là cái dòng hợp tác với JBL quý vị và các bạn. Cho nên cái lò nó nhìn cái dáng giống JBL. Hai lỗ thông hơi hai bên rất là to. Và cái bát này là cái bát 40, để mình đo thử coi. Nó phải cái bát 40. Bát này thì gân mục đã thay rồi quý vị và các bạn. Rồi, cái dòng đường kính vòng tròn là 42 nha. Và vì một bạn thoáng nhìn qua thì có thể nhìn thấy là cái màn y chang như màn JBL. Và gân này là gân của JBL, gân JBL LE15A đó. Là mình thay vô đây. Thì nó có một mẫu mà thay vô mới vừa chứ không có gân nào thay vừa đâu. Cặp gân này rất là đắt tiền luôn. Mình thay cặp gân gần cả triệu bạc quý vị và các bạn. Màn giấy đẹp kem. Cái này là cái volume này để set cái tiếng mic chép. Để mình giật cái căng bên đây ra. Ây da, một tay hơi bị khó ha quý vị. Rồi, em Việt cũng giật được cái căng bên đây ra. Đây, bát bên đây cũng đẹp kem. Để quý vị của bạn. Đó. Rồi, bát này thì zin, zin nguyên bản. Hiện tại thì cặp lo này nó còn là cái thùng bát và cái phân tầng. Đấy. Thì em Việt sẽ quay góc cạnh thùng ở phía sau để quý vị và các bạn xem. Và phân tầng zin luôn. Bạn nào mà xài cái bát 40 mà lấy cái phân tầng này á, xài chạy cho mít chép thì cực kỳ hay luôn. Dòng Sector 10 thì quý vị và các bạn lên Google, quý vị và các bạn thấy người ta bán ba mấy, 40 triệu, bốn mấy triệu. Giá nó bằng cả tanh nôi. Rồi bây giờ để em Việt đẩy căng lại và quay ở phía sau lưng để quý vị và các bạn xem góc cảnh ở phía sau nha. Thùng này rất đẹp, không cần xì ba tút tát gì hết, về là xài luôn á. Rồi đây là bên hông quý vị và các bạn, quý vị thấy đẹp chưa. Đây. Quá đẹp, quá đẹp. Rồi để mình xây ở bên hông bên kia nha, quay hết cho quý vị và các bạn xem luôn. Quay cho đây vừa vào bàn đó. Rồi để mình quay cái chiếc bên đây coi nó ngược sáng không, biết nó thấy không quý vị bạn, thấy được rõ không? Ok, thấy cũng rõ luôn nha quý vị bạn. Rồi rất là đẹp luôn. Và đây là góc cạnh ở phía sau quý vị bạn. Góc cạnh ở phía sau thì cũng đẹp quý vị bạn. Và đặc biệt là đồ cũ đã qua sử dụng thì nó cũng phải có chạy lông chuột đồ này nọ nha. Nhưng mà cặp này thì mình thấy là tuyệt vời rồi. Đây, quý vị có thể lên Google tra cứu cái model này để mình biết thêm chi tiết ha. Cái phần tặng nó nằm ở trong đây nè. Onkyo Sector 10. Dòng này thì họ hợp tác với JBL quý vị và các bạn. Rồi,
Thì với cặp loa này thì bạn nào mua cái gì mình bán cái nấy, bạn nào thích mua thùng mình bán thùng, thích mua cái phân tầng mình bán phân tầng, thích mua củ bát mình bán củ bát, thỏa thuận được giá là bán, yêu cầu giá ok là mình bán. Và tiếp ở trong video này thì em việc chia sẻ đến quý vị của bạn là một cặp loa đẹp nhất ở trong video ngày hôm nay, đó là cặp loa Tannoy Eden Kiền Vuông. Quý vị và các bạn có thể nhìn qua cái lưới nhìn qua điện thoại thì đẹp xuất sắc. Lưới này ở bên kia luôn nha, chứ mình ở đây không, mình không có thay lưới này đâu nha. Cái xương, cái khung đồ là bên kia hết, là hàng zin hết đó. Rồi để em việc tháo cái mặt ra lo ra để quý vị và các bạn cùng xem. Thì cặp này nó đẹp, mình bao zin, bao thợ thầy kiểm tra, thợ càng giỏi càng tốt nha. Và khi dỡ cái lưới ra thì lo nó như thế này quý vị và các bạn, ba lỗ thông hơi thì cái lỗ đó nó khoảng 10 cm một lỗ đó. Tem tanh nôi đồ này nó đầy đủ hết và màng đẹp keng, gần mục đã thay quý vị và các bạn. Cặp này thùng đẹp nha quý vị và các bạn. Đó, quý vị thấy mình quấn bọc mình để là quý vị biết rồi đó. Cặp này là đồng trục bát 40, dòng Eden, ba lưới ba lỗ thùng hơi. Thì con này trên thị trường nó khoảng 50 mấy triệu đó, 55 triệu trên thị trường anh em bán, 55 nếu đẹp, cỡ này chắc cỡ 56, 57 gì đó. Đây cặp này thì tuyệt vời. Rồi phía sau mình khỏi quay ha. Đó, khi nào mà bạn nào mà cần mà mua chuyển tiền rồi thì mình cũng thể chụp hình gửi sau, tại vì nó đẹp xuất sắc rồi, không cần phải quay gì nữa để khỏi mất thời gian. Cặp này em việc bán cho quý vị và các bạn là giá 43 triệu đồng, không bao gồm phí vận chuyển, không mặc cả trái giá. Rồi bạn nào muốn mua cái thùng thì thỏa thuận giá mình bán, muốn mua cái củ bát với cái phân tầng thỏa thuận được giá mình bán luôn. Mình là chơi hết chứ không có chờ đợi mà bán nguyên gì hết quý vị và các bạn đó. Rồi tiếp tục thì mình chia sẻ cho quý vị và các bạn mấy cái phân tầng của Mitsubishi G305 nè. Phân tầng này á thì nó có model đàng hoàng nha, nhưng mà nó nằm trong thùng Mitsubishi G305 thì quý vị và các bạn cũng có thể lên Google để mình tra, mình biết thêm cái cặp thùng đó nó giá trị như thế nào. Model của phân tầng này là Dynatone Mitsubishi HB-170. Thì cái này nó chuyên cho chép thôi quý vị và các bạn, chép gì xài cũng được nha. Và cái bộ phân tầng này là 4 triệu một bộ quý vị và các bạn, xài cho lo chép là bao phê bao hay luôn á. Rồi đây mình có củ bát nằm trong thùng G305 nè, còn duy nhất một cặp thôi. Và cũng đẹp keng xà beng luôn, bát 30 từ Anico, đo một gang tay nè quý vị và các bạn. Để em việc nhắc nó xuống cho quý vị và các bạn xem cái mặt. Thì nói đến Mitsubishi G305 thì quý vị và các bạn có thể lên Google mình tra để mình biết thêm thông tin. Cái cặp đó này là cái cặp mà huyền thoại của hãng quý vị và các bạn. Đây cái mặt lò đẹp keng xà beng luôn, gân xiếp tẩm dầu. Và phía trước này thì nó có một cái lốp mút để bảo vệ cái gân xiếp. Lốp mút đã mục rồi, mình cũng chưa cạo ra nữa. Chừng nào bạn nào muốn cạo, muốn mua rồi muốn mình cạo ra thì cạo, còn không thì cứ để như vậy, mấy bạn về tự cạo. Mà để như vậy nó cũng không ảnh hưởng gì, mà cạo ra thì nó cũng không ảnh hưởng gì ha. Nó có cái, nó bảo vệ cái gân xiếp ở bên trong á. Gân này, cái gân của nó là gân xiếp tẩm dầu, mà tẩm ở phía bên trong luôn. Con này thì dễ coi con đó, nhìn qua lưới là biết đẹp là zin hay không rồi. Rồi cặp này đẹp keng xà beng, mình bán cặp bát này 8,5 triệu nha, bát 30 rất là nặng, họ làm luôn cái quai á quý vị và các bạn. Thì quý vị và các bạn biết cái cặp Mitsubishi G305 á, nếu mà đẹp keng zin hết trên thị trường giá nó 30 mấy triệu, còn dạng 20 mấy triệu là dạng hơi xấu xấu quý vị và các bạn đó. Rồi bạn nào cần thì cứ liên lạc với mình nha. Còn đây là cái chiếc âm ly đèn Calypso. Mà nói thật là nhiều bạn hỏi mình cái chiếc âm ly đèn này lắm, mà mình á thì mình rất là ngại vận chuyển về âm ly đèn. Ví dụ như thế này, nó đang hát rất là bình thường đấy, và khi gỡ vận chuyển thì phải gỡ bóng ra về vị các bạn á, là chơi chưa có gành rồi cắm vô nó không ăn một tí xíu thì nó cũng sọt sẹt rồi này nọ đó, thì anh em không có được vui đó. Cho nên mình cũng ngại.
Chứ em đi đèn này là em đi đèn Calypso. Thì bóng này đúng là nó bóng L84, nhưng mà mình không có chơi bóng L84 nữa, mình đổi qua 6B V5 rồi. Thì nó cũng tương đương với 84 thôi. Còn cái rề này là bóng gì đây? Rề này mình nhìn hết thấy luôn, nói chung nó cũng là bóng Mỹ, nguyên cái dàn bóng Mỹ. Cái dàn bóng này không á là nó đã 20 mấy triệu rồi quý vị các bạn. Mình mua dàn bóng Mỹ không? Lúc trước thì nó chạy gì AU7 gì đó, cái dàn ghê. Sau này giờ mình không có, mình thấy cái đó mình không phái nữa. Quý vị các bạn. Calypso. Con này thì mắc in UK. Sản xuất tại Anh Quốc. Đó. Hiện tại nó đang hát tốt, không ù xì không nổ, hát mấy tiếng đồng hồ cũng không có ù xì. Mà mình mà ghét có cái là mình khi mà mình nhổ bóng lên á, rồi mình vệ sinh đồ này nọ rồi mình cắm lại mà nó không ăn, là nó lại ù ù, rồi mình ngồi mình lau mình chùi đồ này nọ nó hơi mệt. Thì bạn nào chơi cái này á, thì mình nói trước là như vậy. Đó. Mình bao là chưa sửa chữa zin. Con này thì mình bán cho quý vị của bạn là 25 triệu. Con đèn. Mình cũng đang đánh với cặp thanh nôi nè, cặp thanh nôi này nè quý vị và bạn. Rồi em Việt xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau nha.